tê mấy ngón tay. Mọi người nghe nè, tê mấy ngón tay, thấy không? Anh thì bị cung sống cổ. Thì giờ mình bây giờ mình xử lý cái cột sống cổ đó thôi, đúng không? Rồi có mỗi tay mỗi dây gì không? Tê cái tay nào không? Mà tê cái tay nào? Tê hai con đó. Đó chỉ cụ thể coi, hai con đó. Rồi bên đây, rồi bị bên đây đá nhiều hơn. Rồi ok, rồi xuống đứng vậy đi. Qua đây. Cái này bị cột xuống cổ thôi, không có gì. Hôm nay chưa chữa ha? Bên đây mới chữa phải không? Rồi tay này. Nè, cái bên đây nó rất nhiều hơn ha. Thấy không? Nghe không? Thấy chưa? Rồi, anh sẽ xoay người lên như vậy đó, vậy đó. Rồi, quay qua. Co cái này lên. Không có bị cái nấm. Nấm gì thôi, sơ gì thôi, đó, vậy đó. Rồi, tới này. Ok, ngồi đây. Rồi, đúng rồi đó. Cái lần trước chút cũng được. Thế là đó, dạ ok. Lại nữa này, đúng rồi. Rồi, mềm cái đầu xuống chút. Đó, vậy nó mềm người ra, mềm người ra, đó, vậy nè. Thấy không? Rồi, ông gồng chi vậy? Gồng cái là không có mềm là làm không có kết quả. Rồi không muốn khỏe mạnh nào. Rồi thanh niên khỏe mạnh, thanh niên khỏe mạnh. Rồi đêm về ra đây giống họ chạy luôn. Tao giờ đầu nhẹ rồi không? Dạ nhẹ rồi. Okay. Cái đi ra là chữa không có khó, nhưng chỉ có cái là phải học cho kỹ, đi bấm nhầm cái mạch máu cũng chết luôn. Cái đó là ngay cái dây thần kinh. Ok nha. Rồi xong rồi. Rồi ngồi dậy cử động được cho nó ngon lành năng quản. Ok chưa? Rồi nhẹ rồi hả? Rồi anh nằm đó tôi dặn ra cái lưng cho nó giãn luôn nha. Đi lên đây có cơ hội rồi đúng không? Xích qua đây chút. Tạo nghiêng qua rồi xích qua sát với tôi nè. Đúng rồi, anh sát qua đi tí xíu, đó, rồi co tay lên, chân này giãn lên tí, ha, đó, vậy nè, nằm về, đúng rồi, vậy ra đây. Xích ra thêm chút đây, tay gì nữa, rồi đó, vậy đó, đúng rồi đó. Rồi, được rồi. Ngồi dậy đi, ngồi dậy luôn đi. Rồi bây giờ là bước ra ngồi xuống đứng dậy cho cái đầu cổ nó êm chứ. Rồi nhẹ chưa, cổ nghe nhẹ rồi. Bây giờ rồi tay cô tê hết tay chưa, hết tay rồi ha. Rồi ok, hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.